quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề Một đời nhìn lại, buổi giao lưu với anh hùng lao động, tiến sĩ, dược sĩ, thầy thuốc ưu tú Phạm Thị Diệt Nga, nguyên CEO công ty cổ phần dược Hậu Giang, CEO công ty cổ phần dược Phương Nam, do quỹ học bổng cựu sinh viên tài chính K18 phối hợp với trường kinh tế thuộc trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã diễn ra vào ngày hôm qua. Tuy buổi giao lưu chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng từ đây những người tham dự lại biết nhiều hơn về cuộc đời, tính cách của bông hồng thép đất Tây Đô này. Mặc dù đã ngoài tuổi 70, thế nhưng bà Phạm Thị Diệt Nga luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực của người truyền lửa. Theo bà Nga, mỗi người có một quá khứ, và đối với bà, quá khứ đầu tiên theo suốt cuộc đời là khi ở tuổi 13-14, bà vinh dự được học tập dưới mái nhà trường Lý Tự Trọng. Ngôi trường đã cho bà nhận thức rõ hơn về lý tưởng, cách sống và lòng tự trọng. 17 tuổi, bà Nga bắt đầu bén duyên với nghề dược và tạo nên dấu ấn cuộc đời mình. Với quyết tâm học cho mình, học cho người cần mình, học cho những người bạn đã ngã xuống. Từ một xưởng dược ở trong kháng chiến, bà đã dẫn dắt dược Hậu Giang khi ấy đang đứng trên bờ phá sản, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để trở thành công ty dược hàng đầu Việt Nam. Câu chuyện mà lập nghiệp ở dược Hậu Giang để tới thành công thì nó dài lắm, mà nó khổ lắm. Chúng tôi đã từng lên rừng, trồng rừng, rồi xuống biển nuôi tôm, rồi làm đủ thứ hết, nhưng mà thất bại. Có những lúc mà tôi tưởng chừng như tôi phải đưa đơn xin từ chức. Nhưng mà với cái việc mà rèn luyện trong suốt thời gian học Lý Tự Trọng cho tôi được một bản lĩnh, và tôi vượt qua đó bằng cái cách, mọi cách. Và lúc nào tôi cũng nghĩ trong đầu là chỉ có đánh mới tìm ra cách đánh, và tôi đã đánh thắng. Chiến thắng trên thương trường cũng là chiến thắng những thử thách cho bản thân. Chính vì vậy, năm 2013, bà Phạm Thị Diệt Nga được tạp chí Forbes bình chọn là 150 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Giờ đây, khi một đời nhìn lại, bà đã có những chia sẻ chân tình về trọng trách của thế hệ trẻ hôm nay. Hồi chiến tranh thì chúng tôi gánh đất nước này trên vai bằng máu, bằng nước mắt. Còn thế hệ bây giờ thì các bạn phải đưa đất nước này hội nhập toàn cầu, không cần cầu đá. Nếu là cầu gỗ thì bạn cũng phải bước qua, ngay cả khi cầu mục thì bạn cũng vẫn phải tìm cách nhảy qua. Và tôi mong muốn là các bạn nhảy qua để cho có một cái thế hệ tuổi trẻ Việt Nam hội nhập toàn cầu. Tôi học hỏi rất nhiều điều từ buổi chia sẻ của Nga. Chúng ta sống trong một cái thế giới phẳng, thì mọi sự vật nó luôn luôn biến chuyển. Thì mình không chỉ nghĩ rằng là quá khứ của mình là hào hùng, kinh nghiệm của mình hôm qua là tốt, thì có thể vận dụng cho hôm nay. Hôm nay thì mình cũng phải thích nghi, mình cũng phải quan sát và có đủ cái trải nghiệm để từ đó là đưa ra những cái quyết định nó đúng đắn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tôi nhận được rất là nhiều động lực về gọi là tinh thần. Đầu tiên là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc trước tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống này. Kế đến đó chính là cái tinh thần trách nhiệm. Nếu mà không làm thì thôi, nếu mà đã làm thì phải làm cho tới, phải làm bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình. Cũng tại buổi giao lưu, anh hùng lao động Phạm Thị Diệt Nga đã xúc động khi bất ngờ nhìn lại ảnh của các bạn học, đồng đội thời kháng chiến đã hy sinh. Đồng thời tặng đại biểu tham dự giao lưu quyển sách Bông hồng thép Tây Đô, trái tim nhào nặn những con người của Phạm Thị Diệt Nga, Loan Văn Sơn, nhà xuất bản Thanh niên Ấn Hành.